là đồng đội mà. Ủa, có thằng bên cạnh nè. Ba thằng à, một cơn mưa. Thôi xong mẹ ơi. Thôi xong rồi. Ê, ông em đấm nhau. Ông em đấm nhau, vô đấm phụ ổng. Kìa, thằng kia kìa. Ok. Em sao lưng. Vô nhà đi súng đi. Đừng bắn chú bổng nha. Bình tĩnh nha. Bình tĩnh nha. Ủa, phải cái cục này á. Đúng rồi, đó là nhưng mà cái gì heo đó. Đó, đúng rồi. Ê, Điên rồi mày. Bị đấm. Ít, không biết. Cúng xuống lại, đấm đó. Ngồi xuống đấm đó. Mày nó tới rồi. Ôi, con xuống xin rồi. Trời ơi, mình bắn con xuống luôn mà nó không chết luôn ghê chứ. Ủa, vậy sao hồi nãy cái thằng kia nó bị héo rồi mà nó chưa chết vậy? Nó là... gọi là bị cục á. Ủa, nhưng mà mình cầm cái súng mình bắn sát vậy rồi mà nó vẫn không bị gì hả? Tại bắn hụt. Hả? Tại bắn hụt á. Nhưng mà mình đứng sát nó như thế mà vẫn hụt được hả? Game gì mà xạo quá. Cái gì hết sao trời, thì đứng sát gì bắn hụt được thì do... Bây giờ tôi hỏi ông nha, tôi cầm cái súng như này, ông đứng như này tôi bắn như này sao hụt được đúng không? Game này. Lẹ, lụm, ngay đây vô, ngay đây, rồi núp lum. Sao lên, nó đâu gần đây nè. Cần chống bằng lai thằng á. Thôi đã, hình như tay phong của tôi đeo ngược. Trời ơi. Mà cánh đi, nói chung là nhà bên kia đó, là cái nhà. Đúng không? Phải nhà đó, nhà đôi môi. Vậy rồi cứ ngồi đánh đi. Thôi lên lầu cũng được. Nhìn này sao nhìn? Bà góc bên đây nhìn cũng được nè, nhìn bên phải này đó, đứng sát từ bên này nhìn cũng được. Ừ, đó, đi, xong rồi. Từ từ quá. À, còn thích bà nằm xuống cũng được, bà nằm xuống. Không ai thấy bà đầu. Phải chờ mấy đứa đó vô đi. Đó rồi, đó, xong rồi. Ok, chúng ta quá. Trời ơi, mình... Ủa vậy rồi mình bắn được không? Không, này chỉ dùng để nhìn thôi. Nghe tiếng. Thấy rồi. À, bà Vĩnh, nó dưới nhà, bà Vĩnh. Cái chân cửa nè, cái tiểu cửa nè đó. Giỡn mặt hả mày? Ê, có hai viên kìa. Từ từ. Rồi. Cái gì hả? Cái gì coi giật lắm, mày bói nhiều á. Ủa vậy hả? Gà đạn đá. Gà đạn đá lút đồ. Ok. Nhìn không cơ. Ô chị mẹ ơi. Ô mà lút đồ được hả? Được. Ok, mổ ghẻ. Mà cũng đồ rồi. Kiếm cái ba lô hay gì đó. Thôi thử lấy súng đi. Súng này được không? Bắn mất đi. Súng mà bắn đèn lắm á. Mở cửa kìa. Mở cửa kìa. What the fuck mà vậy? Giết em luôn. Tắt tắt đi. Mỗi lần uống tắt nha. Nhìn xung quanh nữa. Ôi trời ơi. Cái gì mà vậy? À, sao lúc nãy em? Cứu em ơi. Chú Mi Nga. Anh chạy qua anh cứu em liền đi. Em héo vậy. Mà vậy? Em giận anh luôn á. Ừ, nó giết anh bây giờ. Nó đi rồi. Anh vô anh ngồi. Thôi vô đi, thôi vô nhà đi. Mà sẽ vô trong luôn. Trời ơi. Đóng cửa lại đi, nó mở cửa. Cứ để đi, không. Nó mở cửa mình bất ngờ hơn. Thấy rồi. Ôi, thấy cái gì? Ủa? Thấy gì xinh nhở? Áo đẹp quá vậy? Nani? Bà mở lên, bà nhìn cái áo trước hả? Tôi tưởng bà nhìn thấy AK trước. À, AK mình đổi lên súng sạc lên đúng không? Ờ. Rồi mình lấy cái này luôn đúng không? Ừ. Nhục đèn sạc lên luôn. Đâu? Hả? Nhục luôn hả? Mình chứng bà la lên bệnh thấy. Ồ, là cây súng AK hóa ra bà thấy là cái áo. Áo đúng đẹp luôn. Nó đâu rồi thấy nó chưa nào thì không? Thì đang chơi mà bẫy nào bẫy chỉ tôi chơi thôi. Ủa này mày bắn nghe chạy lên ổng này bắn ai đó nghe tiếng mạo đó. Ừ để đi. Bà Vĩnh bắn á, bà Vĩnh. Ừ đúng rồi ổng đang bắn á. Ổng bắn chết hai thằng rồi. Anh bắn ở đâu vậy cho người ta chơi mới chứ. Kìa cả lướt đồ đi đó. Ôi giờ gọi là hơi cũ nè. Có cơ hội. Sao lưng có người. Nghe tiếng xe không? Nghe không? Đấy, sao lưng. Đó, lên đầu phía bên này nè. Nghe chứ mặt tôi. Qua cái nhà kia nó đi sẵn rồi. Ủa sao biết được vậy? Thì bạn nghe tiếng xe vậy. Tay phone mà ngoài cái tay mèo á nó còn giúp ích được gì đúng không vậy? Nó to lắm á. Bên kia, bên đây nè, xe kìa. Ồ, thấy rồi. Rồi sao mình bắn nó chạy? Đừng có bắn nó, được rồi, cho nó qua đi.
Ủa vậy hả? Ừ. Ủa vậy đồ đâu bà Vĩnh? Đó mấy cái thùng á, mấy cái thùng. Đó, ừ đó vậy đó, ừ. Không thì bà đi chơi. Gì vậy bên ơi? Bà nghe chưa? Đó, có con heo hay xịt máu không? Ừ. Rồi thằng đó chết rồi, thằng đó chết rồi, thằng đó chết rồi. Còn một thằng nữa. Bắn hai, còn một thằng nữa. Đi 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 heo. Là đâu bây giờ? Đó. Bắn không biết hai thằng rồi. Thì ông nào giết người của mình rồi á. Chạy bỏ đi, kệ đi coi, lướt đồ đi coi. Cái này đi. Ủa vậy hả? Cái cây mà đứng đây, 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 đây. Tháng lá xum xuê. Không, nó thấy được đó. Nó xum xuê cái chỗ mà đứng rồi. Nhưng mà chỗ này cũng nằm được đâu quá. Thì nằm cũng được, thì ý là bà chạy tới đây bà nằm á bà được. Ôi à, trời ơi. Bà cứ kén được không đó. Bên đây em phải. Bà có trái, bà có trái. Bà dính xe đi. Em giận anh luôn mà anh kể được em. Không gì có đó. Ở vậy hả? Ủa thấy đâu. Em hại anh nó thay. Bà giận hả em á? Yeah, bị bắn cái anh đạp vô cái mặt em không thấy đường này em bắn luôn. Ông bị gục hả? Gì? Ông bị bắn gục rồi, ông. Thì ông bắn xong ông đạp vô mặt mình đó. Chán mà giận quá. Ta đây đứng chỗ đó rất là an toàn rồi nó xây. Thì sao? Em thấy anh đứng an toàn em mới vô em đứng đó. Không là em. Em chạy lại sao nó thấy em bắn anh. Ba hay ba? Anh hai. Anh gì? Em giận anh luôn. Đó bà. Tại anh biết tại sao, anh biết tại sao anh chết không? Bởi vì anh tham đồ, anh lấy hết đồ của em đấy. Lấy hết đồ gì của em? Anh bắn hết người của em. Thiệt á, mình không biết sao mình chết cái game gì, mình không biết sao, không biết chơi cái game này sao luôn.